cùng theo đoàn. Một cua nữa bác. Dạ vâng. À bên này. Xin chào các bác nhá. Hôm nay là nhà bác Quẩy có đám cưới. Nhà trai là đến tận từ Bắc Giang. Từ 11 giờ đêm mới lên đây hả chú? Đội dưới đi nhanh không bị tách đoàn rồi. Đây sắp tới nơi rồi. Chào chú Vấn nha. Nhà trai hôm nay đi sớm quá. Dạ vâng ạ. À xin chào. Sớm quá nhỉ. Thế được rồi. Nhưng mà ông nói đây cao ơi. Thế cao hả? Nào ông đâu? Đấy, ta đi ghế các cơ này. Được rồi, ông đâu? Đó. Vâng, vâng. Cho mời các bác vào trong nhà đi.
Bên nhà gái mình không nói gì hả bác Tào? Bên nhà trai bác có phát biểu không? Dạ vâng, mẹ của Hoa đang ở dưới nhà. Dạ vâng. Bảo bán đi, đây con cầm. Đây bà vào trong này. Lên xin châu thì là sau là bên nhà gái là đặt ấy vào đấy là sau cha có bên nhà trai là nhà trai cho đưa châu bị đưa đấy là nhà trai cứ chúng em biết là xưa này không có phong tục người dưới xuôi nên nó chỉ có phong tục thế thôi mình chưa làm thế thôi. Đám cưới có khác nhỉ? Nay chuyển khai tây luôn, mọi ngày đu đủ mà. Ớt ở đây thơm lắm các bác. Dạ vâng. Dạ vâng. Bác là thông gia với bác Quẩy đấy nhờ. Dạ vâng. Dạ vâng, lợn này là lợn thả rông thôi. Là 3 năm mới được thịt. Nhà bác Quẩy thịt treo nhiều phết rồi. Thịt treo nó phết.
Đám cưới ở miền xuôi thì các bác thường thường là thấy mẹ cô dâu thì cứ mặc áo dài thôi, nhưng đây mẹ cô dâu này vác dao giã hạt tiêu. Bà anh em này mặc váy ấy. Anh em này mặc váy ấy. Chị Pau Hài rồi. Cái này ớt này hẳn nhiều quá nhỉ. Xiên của ông giáo này to quá. Vậy nó cái hạt nó nhiều đấy. Ông giáo là có thâm niên xiên ớt rồi nhá. Xiên vẹt đi này. Một ngón tay rồi kìa. Đây, thấy mòn đi rồi. Ớt này là ớt cứt chuột nha các bác nhá. Ớt này ngon lắm. Này chấm chư bát giới thì tê người luôn. Mùa này hết mùa ớt rồi đấy. Tí nướng thịt. Hạt nhiều thế này. Cầm đây to rồi, hút thẻ. Bắt đến tao lại cái giấm đồ mó nè. Này đại nhà trai đến từ Bắc Giang hoa đu đủ nhá. Bạn đi, bạn đi không cho em một đi. Ông này ra đi lấy tiếc. Kia đồng hào nhà này đấy. Đồng hào. Ngon chưa? Gái cả đấy. Con dê cả đấy. Con dê cả. Thế anh có xào hết rồi. Chào gì nhá. Hả? Anh có xào hết rồi. Cái này là không đủ mà. Bên kia còn nhiều. Còn mấy cây. Qua đi bà giáo, qua đi không cháy đấy. Rồi xiên nào chưa? Xoay thịt đi không cháy đấy. Xoay lên tụt đi. Ngon nhỉ? Ngon. Nhà bác Quẩy hôm nay là mấy con gà nhỉ? 5 con. Một đám cưới rất là đơn giản đấy nhá các bác. Mới hạt to với cái loại bắt to này ngày xưa này giá đấy. Dạ thịt nhờ. Giá nó sướng lắm. Cày lắm, ớt này cày lắm. Ban nhà bác Quẩy này cổ lắm rồi nhờ. Cổ rồi, ban này. Ban này khéo phải có 30 năm chưa? Có rồi đấy. Nhìn cái bát này ra ớt khác hẳn luôn. Đó.
Ui, gà. Vàng ươm luôn. Còn chưa? Ra cho nát cả hạt luôn. Nát hạt luôn à? Gà. Chóe. Gà vàng chóe luôn. Chưa có con nào có quả đau răng à anh Báo? Chưa. Chưa. Có. Ngon lắm. Miếng này chặt đuôi ra đã. To quá. Có quả đau răng à? Đâu? Đâu. Ui dồi. Ê, cho anh Báo quả tim. Rõ ràng, cho quả tim luôn. Quả thấy chưa? Ui. Quả tim thì chú ăn được. Ui dồi. Cẩn thận gặp vỡ. Ui dồi. Ngon chưa? Hôm nay đám cưới nên là Mạnh sẽ không test trước nha các bác nhá. Không, này là test luôn đấy. À, ngon lắm. Anh thanh niên nào đi quen hòn núi Cầu đi đón ông lái xe mà lên ăn cơm. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Dư sới cơm cho bà. Vâng. Để bà sới cơm này. Mẹ vợ này sới cơm. Chất tẩy này, chất tẩy rồi ta. Nên nó mất đồng. Ui, đây nha các bác. Ui này. Con này ác chưa? Gà đen đấy. Nên của nó cũng đen nhỉ. Ui, con này. Ui. Ui, con này to nhỉ. Ui. Ngon nhỉ. Bác nhìn miếng thịt gà đen như miếng giò lụa luôn. Đấy. Ngon lắm. Vâng, gà này toàn gà ta, gà nuôi. Các bác ở Bắc Giang lên thì gà này thì ăn thì nhất rồi. Vâng, gà này thì phải ăn vừa tay lại phải dưa, vừa cả chân nữa. Đấy. Vừa gì? Đây các bác nhìn miếng. Thấy chưa? Tăng tốc lên anh Báo ơi, nhanh nữa lên. Nữa lên. Đây đây bác thử miếng này. Đây đây cho bác thử miếng này. Ôi miếng này. Cái đoạn này. Ui trời. Ui này. Bác Giang lên thử miếng vâng, ăn miếng này mà tê người luôn. Được không?
Ôi. Ngon. Ôi xôi ngon. Ôi xôi gà. Tóc tăng. Ôi xôi gà. Gà đôi. Gà đôi. Ôi. Ôi xôi gà. Ôi. 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 Này không có quả đâu răng rồi. Được. Con này này. Ui. Máy. Máy. Ui. Ngon lắm. Ui. 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 Tảng rơm luôn. Ui. Ôi, chín rồi. Đấy. Hết các bác ở Hà Giang quạt, bây giờ lại chuyển sang các bác Bắc Giang quạt. Thay nhau quạt rồi. Đấy. Đúng là kết tình thông gia khác nhỉ. Cái đầu trên nó đang cái đầu kia để lên được. Đây đây này ở đâu đấy chưa chín đấy này. Đấy. Ôi. Thôi, thịt nướng là vừa tới thôi. Đúng rồi, ăn quá, chín quá khô. Ăn nó dài lắm. Đấy, quạt đi anh ơi. Quạt đi không cháy. Nhưng mà trên bản này nó dài lắm. Bà bẻ cẳng vào đấy thì sao dai ai nhai được. Nhìn bình thường. Lợn ở đây thì các bác cứ yên tâm rồi. Đấy, cứ mỡ mỡ này ăn ngon này. Mỡ ăn giòn tan. Dạ vâng. Ôi giời, ăn tê người luôn. Ăn tê hết cả người. Úi. Thấy không? Ừ, ngon đấy. Ôi giời. Trời, trời kiệt luôn, tân chú hơn mỡ nè. Đâu đâu có muối hạt to đâu. Đây. Rồi. Rồi. Ui giời. Là chanh bởi dư được chưa? Được. Đấy, cho vào luôn. Được, 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 được. Đấy. Có là không mà mò. Tính tí rồi. Tẩy thế à? Đây chú Xì vận chuyển cái này lên thôi, không muộn giờ rồi.
Nhà trai là họ 11 giờ họ đã bắt đầu di chuyển từ đây về rồi. Nay là nhà bác quẩy làm vội quá. Đấy. Hành xương khoai tây. Rồi anh Báo vận chuyển lên luôn nhé. Nhanh cháy bác ơi. Cháy chảo giờ anh Tỏa ơi. Cháy giờ mà. Ôi. Đó đấy. Các bác ở dưới Bắc Giang có ăn món này bao giờ không? Chưa. Chỉ ngâm mật ong thôi đúng không? Chưa ăn kiểu như này bao giờ đúng không? Rồi này các bác ăn này thích lắm. Độc lạ Hà Giang. Vâng, cái này ngon lắm. Đây, thôi. Này, đừng kiểu xin máy mới được đây. Cái này chín chưa hả anh Chính? Vâng, gần gần chín rồi. Vận chuyển luôn cái này lên chứ. Quá để cho đi. Cho con tầm 4 năm tháng mà. Ốt tải cua đỏ lắm à? Hả? Ông không có cho ốt tải không? Ốt tải cua đỏ. Năm âm ngồi trong nhà chú gì? Sợ mâm này có chật quá không? Đấy. Đảm bảo là những cái này kéo cái này vào bên tí. Được. Không được. Mấy mâm không được. Cái chỗ này khá phải dọn đi chú Sì ạ. Đây này. Dọn hết khu này đi không chỗ này quận hết chiếu lên. Thịt sấy khô. Đây, thịt sấy ấy. Thịt sấy nhà bác Quẩy này là chưa khô lắm nhỉ. Yeah. Vâng. Cho số nhiệt ra 1 tỷ 4 triệu.
Cái này 1 chỉ thôi. Không được 4 chỉ đâu. Ở đây, báo vận chuyển luôn. Úi, rơi rồi. Ở đây, tiền nướng này. Cái này phải có đĩa luôn. Đang sắp xếp đĩa. Đĩa hết à? Thắng. Không còn đĩa nào nữa. Phải có đĩa thì mới cho cái này ra được chứ. Tao làm tỏ phát liền ngán. Phát liền cho lộn mà. Ở đây, đây. Cho đĩa này đi. Chuyển cái đĩa gà này ra. Đĩa này nào. Đây. Lấy miếng gạo. Cho nó tao mà. Thơm thế nhỉ, có hạt tiêu mắc khén các kiểu vào, thơm thật đấy. Đây thịt xào đây đúng không? Chào rồi, thật thay à? Thật thay. Tao là chào rồi. Bây giờ mới mơ mới. Cũng mới nhớ tao tập à? Anh chị xem nào mới mơ mới. Không, chưa xào à? Chưa to rồi. Thế thêm một cái đĩa nữa. Đĩa lúc bể. Vừa lúc nó to bể nữa. Đây mới được có, chỗ này mới được có 6 đĩa rồi đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Như bác Quẩy hôm nay đáng nhẽ là chỉ có com lê calavat đứng rồi đấy nhờ. Đây canh đắng à? Hai cái, ba cái rồi nhỉ? Hai cái. Hai cái rồi. Cô một chút chua, nên cho có cái gì cả chỉ chua thế. Thì ăn bả nó chưa cũng đều thì không đủ. Thật. Có 70 bông hoa đấy, làm sao mà phải chia ra 9 mâm. Cô chấu này sới cơm thì ác rồi nhỉ? Vẫn có tí màu xanh xanh nha. Cái này
cho con là cô cái đồ tê. Nhà này có món ý đó, mình chạy ra chỗ đi. Con chạy ơ. Ý chồng của mình đi. Chân tất quần, chân hơi chân. Bà hê, 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 bà hê. Tôi mời các bác nhé. Đây các bác ngồi vào phía bên trong này. Vâng vâng vâng, anh cứ ngồi đi. Đi vào đi. Thôi mời các bác thôi. Có Thành ở đây không mời. Anh em vào đấy. Rồi mời các bác đi. Mâm nào cũng có rượu ạ. Đây còn các bác nữa, bác Hào ngồi lên mâm trên đi. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Bác Phù vào trong mâm trong này đi. Lần đầu tiên bà con Lũng Cáng là kết tình thông gia với cả người Kinh nên là hai bên đang nói chuyện với nhau nó rất là khó. Dạ vâng. Chắc các bác hôm nay là thưởng thức cỗ cưới của bà con người Mông lần đầu tiên đấy nhỉ? Lần đầu tiên. Nhà trai là đến từ Bắc Giang nhé bác. Món này là các bác là ăn thưởng thức như kiểu món súp ấy. Ý là mình sẽ ăn cái món này trước. Đấy, khi vào mâm là mình sẽ thưởng thức món này trước. Đấy. Canh đắng. Món này ăn thì thích lắm. Dạ vâng. Dạ vâng, bác uống cái ăn cái đấy vào là không say rượu đâu. Đây còn một mâm đây nữa. Đây chú xì vào mâm này đi. Dạ vâng. Dạ vâng, bác cứ dùng cơm đi. Chú xì ngồi không đi. Người đấy. Thành đây. Đó,
Đây các bác thưởng thức cái món canh đắng này. Món canh đắng là một trong những món đặc sản ở đây đấy. Vâng. Món ngon lắm. Kia là món thịt lợn hun khói. Vâng, thịt lợn sấy đấy. Dạ vâng. Dạ vâng. Các bác thưởng thức thấy nào? Tuyệt vời không? Dạ. Cái này là nấu với cả bộ long mề. Vâng. Vâng. Cái này nó là một vị thuốc đấy các bác. À, đây là bà con đồng bào dân tộc Mông. Dạ vâng. Thế em là người Kinh? Dạ vâng ạ. Mời các bác dùng đi. Dạ vâng. Đây là bên cô dâu chú rể. Thôi cháu mời bác Thảo nhá. Mời tất cả mấy anh em nhá. Đây này. Vâng, cháu mời chú Dìn nhá. Mời tất cả các bác Giang ấy nhờ. Chúc các bác có nhiều sức khỏe nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Mời anh nhá. Dạ vâng. Mời chị ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ. Các bác Bắc Giang nay thưởng thức cỗ Hà Giang thì cảm thấy nào? Ngon. Ngon à? Có món thịt lợn sấy này các bác này. Ơ mâm này thiếu thịt lợn sấy rồi. Vâng, thiếu thịt lợn sấy rồi. Đấy. Thiếu rồi. Thôi chúc các bác sức khỏe nhá. Đây tăng cường lại món thịt hun khói rồi. Đây các bác thử một miếng đi. Đấy, đấy. Đúng rồi. Đấy, già thích chưa? Ôi. Đấy. Ui giời, đây. Vâng, đấy. Bác ăn miếng này đi, mai eo nó thắt lại luôn. Đấy, tuyệt vời luôn. Cái thịt lợn ở đây là nó không bị ngấy đâu. Nó ăn giòn lắm. À, vâng. Các bác tự nhiên nhá. Chỉ quả hoa đấy. Mình cứ bố trí khoảng độ 5 người này hay 10 người là báo cho họ nhà trai. Là bên nhà trai người ta sẽ bố trí việc đó. 11 người à? À 10 người gì ạ? Vâng. Vừa ngay là các bác ở bên họ nhà trai ở bên Bắc Giang là có nhờ Mạnh bố trí cho bà con ở bên này đi bao nhiêu người để báo để xe sẽ di chuyển từ đây Lũng Cáng này về đến Bắc Giang. Mà ai đi là cứ xác định luôn là 3 ngày nhá. Đấy. Dạ vâng. Nhưng ngày kia bắt đầu mới vào tiệc chính cơ mà bác Quẩy. Hãy
Thế là bác quẩy đi chứ? Mình đi. Dạ? Vâng, bác quẩy là phải đi rồi để đưa con gái mà, đúng không? Thế anh trai có đi không? Em nếu mà bố đi thì chắc em ở nhà. Anh bây giờ đi là hai người phải trông nhà rồi. Này ở nhà trông nhà đúng không? Thế bác Thành có đi không? Thế bây giờ mình bố trí người đi, bởi vì là bây giờ chỉ còn một tí nữa thôi là bắt đầu đã phải di chuyển đi rồi. Đúng không? Đây rồi, ai đi thì uống thuốc say xe này đi. Uống trước một tiếng đi. Không, bây giờ uống luôn được rồi. Đủ 10 người gì? Đủ 10 người thì bây giờ sẽ thông báo cho họ nhà trai. Bên nhà trai là họ bảo là đi bao nhiêu người cũng được. Bác quẩy ạ. Vâng. Mà trải các xe không có chỗ ngồi. À đủ. Vừa ngay bác ấy, bác bên họ nhà trai bác ấy bảo là 12, 13 người cũng đủ. Thế bây giờ bác đã chọn được ra ai đi chưa? Bác rồi mẹ ơi. Mình không biết chọn. Thế cô dâu có chọn được không? Bảo cô dâu có chọn được không? Chọn người đi ấy. Chọn xong rồi gì? Thế bây giờ ai đi thì uống thuốc say xe đi. Bây giờ ai cũng bảo say xe này. Uống đi mà không bây giờ đi chuẩn bị đi rồi. Đây. Bác Thảo có đi không? Bác Thảo không đi cái gì? Anh bảo này, cô dâu, anh bảo này, bây giờ là em nói chuyện được với mọi người là dễ hơn anh. Thì bây giờ em phải bảo luôn là tất cả mọi người ai đi bây giờ là phải uống thuốc say xe luôn. Bởi vì giờ chuẩn bị đi rồi. Đấy. Dạ. Dạ, vâng. Tặng bác Giang một cái điếu. Đây nè, xin à rồi, xin chào. Rồi. Vâng. Mọi người ở bên Lũng Cáng mình chuẩn bị thôi, di chuyển thôi. Không muộn giờ đấy. Các bác ở Bắc Giang là bây giờ di chuyển từ đây xuống dưới kia là tầm khoảng độ mất gần 30 phút đấy. Không muộn đấy. Dạ vâng. Bà thông gia đang ở trong bếp. Dạ vâng, đây có bác thông gia thôi. Đây bác quẩy đấy. Bà thông gia có bà đưa để bà trao lễ. Dạ à đúng đúng ạ. Dạ vâng. Vừa lúc nãy là các bác là đã trao hết cây dầu với cả 10.000 đấy là xong hết rồi đúng không? Dạ vâng. Tiền ở trong đấy rồi già. Dạ vâng. Bà thông gia cho 10.000 vào đấy là 100.000. À dạ vâng. Dạ vâng, đây để cháu bảo. Dạ vâng. Ra cho 9 dầu nó đáp bà. Dạ vâng. Đây bác quẩy ơi. Bác quẩy. Bác phải chuẩn bị tờ 10.000. Bác phải chuẩn bị tờ 10.000 để bỏ vào đây. Bỏ trong cây dầu này. Tờ 10.000. Đấy đấy. Chào quà cho con gái. À chào quà, hôm nay có quà cho con gái nè. Rượu đấy hả? Chào quà cho con gái.
còn gì ạ? Đây bà vào đây đi. Đây bà ơi, bà đi vào trong này đi, xong là làm không họ muộn giờ. Qua video các bác cũng thông cảm. Đây là đám cưới, Mạnh vẫn nói là đám cưới đầu tiên của Lũng Cáng, là bà con người Mông lấy chồng người Kinh, nên là các bác là hai bên là bây giờ đang nói chuyện với nhau là đang rất khó, nên là các bác cũng thông cảm cho Mạnh, bởi vì là Mạnh có thể ở ngoài là nói chuyện được với cả bên Bác Quẩy với cả bên các bác ở Bắc Giang. Đây các bác cứ chờ một xíu nữa là đang mẹ đang cho tí quà đó. Đây bà cho quà thì bà lên trên này, có cả các bác ở trên Bắc Giang nữa ở dưới đây, lên đây. À. Mẹ đang khóc rồi sao á? Đi về dưới đấy là một thời gian lại quay lại chơi mà. Cô giống nhịp bóng à? Ôi à. Cái này là tích, cái này là cũng là tích góp nhiều năm lắm rồi đấy. Nhiều năm lắm rồi đây này. À đây. Nhớ hối mà. Thôi nhớ khó thứ chế này cho thôi nhớ là sao? Hoàng ơi. ที่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 
con Hiền là ở đây thôi, có ôm mẹ một cái ôm đi xong là, bởi vì tí nữa là mẹ là không đi cùng đâu, chỉ có bố thôi. Đấy. Tết hai bạn ấy lại về chơi. Tết lại lên. Thôi nhỉ. Chú rể gần vào cô dâu nào. Tay tay kia cầm vào tay cô dâu. Đó. Thế, để anh chụp cho một kiểu ảnh lưu niệm nhá. Được rồi. Bà cười lên nào. Bà xuất hiện cái gì cười cười nào. Hôm nay bà như kiểu ai nợ tiền mình ấy. Được rồi. Hôm nay phải mừng con dâu với nhà này. Vâng. Con gái này chào. Một thằng Linh mày chảy người lên, mày sợ cái gì mày qua. Mày sợ cái gì? Đây chị gái vào. Sợ cái gì nữa? Vừa mình rồi.
cái mạnh dạn đấy nhá. Thầy Vu cho phép rồi. Đâu chị vào nào, chị vào nữa để chụp cho. À chị có à, chị có quà tặng cho này. Quà tặng hai em à. Tặng cho em rể à. Quay lên cả mặt em. Rồi. Là chị tặng cho em rẻ. Tươi này. Thế thì bà chị em cười lên cái nha. Em gái còn mỗi cái hộp. Thôi thì vừa ngay là các bác là muốn di chuyển là 10:20 nhưng mà bây giờ là 10:30 rồi đấy. Các bác là nên di chuyển sớm xuống, không là sẽ muộn nhá. Đứng lại trong bà đứng ở bên bà kia, bà cho cái kia là bên kia đi đó, kia đâu đang để bà đây đây bà mở 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 cây dâu ra, mở ra vâng đây bà mở ra đây, bà bỏ vào đây đấy, 9 bỏ làm 10 đấy, bà thả vào đây đấy, bà thả vào đấy, đấy là phong tục ở Bắc Giang là 9 bỏ làm 10, hai bên thông gia bây giờ là hai nhà như một rồi. Bên Bắc Giang là hôm nay vô tư nhá, nếu mà bên Bắc Giang nay bỏ 9 triệu vào là bà phải bỏ 1 triệu vào đấy. Hai bà bắt tay ngay, hai bà bắt tay nhau ngay. Vâng. Hai bà bắt tay, 100 năm hạnh phúc nhá. Chúc hai bà kết tình thông gia nhá. Đó. Dạ vâng. Dạ vâng. Chào các bác Bắc Giang nhá. Một trong những đám cưới thì các bác có thể tí nữa là Mạnh sẽ cùng di chuyển với cả tất cả các bác di chuyển từ đây đi bộ xuống đến tận đầu cầu. Dạ vâng. Đó. Hôm nay đi Bắc Giang liệu có say xe không đấy? Sợ quá. Sợ quá. Đâu ông cho tiền à? À, cho con gái. Đấy. Đây. Đó. Dạ vâng. Thế bây giờ mình đi bộ xuống mà. Không, ở đây từ nhà gái ra 11 giờ đấy. Chứ không phải là đi sớm mà thế. À, dạ. Ở đây nắng thế. Ôi, các con cháu là cái đi vào cái tâm sự với lại chỗ thầy Vu với lại các cô gì chú bác là hoàng đi. Cả hôm nay không ngại gì cả, bà vui lên không phải ngại gì cả. Thật ra người tình nữa không thoải mái tâm sự hai vợ chồng không gì cả. Sau đây sẽ là hoàng. Bây giờ mình cũng một người ngồi cũng tâm sự với bố mẹ, cô gì chú bác là hoàng. Cái chuẩn bị đi. Nhớ nhé. Cái thời gian cho hai vợ chồng mày nửa tiếng. Chuẩn bị. Cứ tâm sự thoải mái cho mày nửa tiếng nữa. Thịnh ra. Đừng quá là được. Rồi. Dạ vâng, chào bác nhá. Dạ vâng. À. Dạ vâng. Trước khi ra về đấy. Các bác ơi.
Trước khi về là cứ cho bác thông ra là uống thật đầy vào. Hà Giang ơi sao mà yêu thế. Mà chương trình là hôm nay là rất là nhiệt tình. À rồi, cảm ơn. Xin chào các bạn nhé. Dạ vâng, cảm ơn nhé. Chương trình hôm nay là tuyệt vời. Hôm nay các ông này đến bình uống rượu chết không. Bao nhiêu mà đông thế mà người cũng phải. Đây hôm nay phải đi. Vâng vâng. Đúng rồi, chưa uống. Ngắm còn sợ. Thôi mù chê thôi. Không muộn đấy. Các bác nhà trai đã cầm cây trầu chưa? À đi trước rồi à? Xin chào Hà Giang, xuất phát từ đường ấy nhá. Ông chú nhá, quay giúp cái cháu đi từ nhà gái trở xuống, đi giật đùi, cẩn thận kéo ngã. Giúp đỡ vẫn là hàng xóm nhà mình, giờ lại giúp đỡ cả cứ hỏi chúng mày còn gì bằng nữa. Thế hai đứa không bắt tay ông chú à? Đấy nào, đây là những chú bắt tay ông chú trước khi đi về đi. Đâu, có mà có tí chú gác xuống dưới đó. Ừ rồi, có đi về trong khu nhà không? Có. Tuyệt vời, chúng tôi cùng với xe luôn, quá tuyệt vời. Bạn ơi đi cùng chơi nhá. Rồi xin chào. Chào nhá. Chào bác thông gia nhá. Đây còn các bà các chị nữa. Vào nhập đoàn thôi. Thank you.
Chào nhà Trần nhá. Đi sau à? Tớ kịp trước rồi.
Rồi bác quẩy lên thôi, mọi người lên thôi. À, chú rể nữa lên thôi. Thôi chào tất cả các bác ở Bắc Giang nhá. Chúc xin chào nhá. Chào bác nhá. Vâng, chào bác nhá. Con chào bác nhá. Vâng. Đây, chúc mấy chị em đi mạnh khỏe nhá. Rồi. Đây vợ Trương. Rồi. Chào tất cả mọi người nhá. Một chuyến xe. Chị Pau Hải. Mù chê sớm lại về nhá. Dạ vâng. Chào bác nhá. Dạ vâng. Chào bác nhá. Dạ vâng, chào bác nhá. Chào bác nhá. Dạ vâng. Chúc các bác nhiều sức khỏe nhá. Chào tất cả các bác nhá. Chúc cô dâu chú rể là trăm năm hạnh phúc nhá. Nhá. Rồi. Thôi chào một lần nữa nhá. Chào tất cả các bác nhá. Chào bạn nhá. Rồi. Xin chào. Thật là vinh dự khi bà con ở Lũng Cáng là nhà bác Quẩy là có người đầu tiên nha các bác nhé. Là dân tộc người Hơ Mông lấy chồng người Kinh. Thế nên là qua video các bác có như thế nào thì cũng rất mong là tất cả các bác có thể là thông cảm và bỏ qua cho gia đình nhà bác Quẩy. Đấy. Chúc các em ấy là đầu bạc răng long. Đấy. Chúc các em ấy sức khỏe thật nhiều. Tạm biệt nhá. Thôi qua đây Mạnh cũng xin kết thúc video tại đây và hẹn tất cả các bác vào những video tiếp theo.